Vụ hỏa hoạn tại tòa lâu đài trăm tỷ của một đại gia ngành than ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vào khoảng 10 giờ trưa nay đã khiến một người bị thương. Thông tin này sẽ mở đầu cho bản tin số hôm nay của NTV. Theo đó, vụ cháy xuất phát từ tầng 1 của tòa lâu đài vào khoảng 10 giờ trưa nay. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nữ chủ nhà bị mắc kẹt bên trong. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời điều động xe thang giải cứu nạn nhân trên tầng 2. Tuy nhiên, do bên trong căn biệt thự nhiều đồ gỗ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 11 giờ trưa nay, đám cháy cơ bản được dập tắt, nạn nhân đã được giải cứu. Được biết, tòa lâu đài này của một đại gia ngành than ở Quảng Ninh được giới đầu tư bất động sản định giá hàng trăm tỷ đồng. Theo thông tin mới nhất, dù được đi cấp cứu ngay lập tức nhưng vợ của chủ nhân lâu đài trăm tỷ đã không qua khỏi. Sau hơn nửa ngày gây án, Phạm Thị Hà bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà hoang cách không xa hiện trường vụ việc. Sáng nay, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã bắt giữ Phạm Thị Hà, 38 tuổi, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên để điều tra hành vi giết người. Theo vị lãnh đạo, Hà bị bắt tại một nhà hoang cách hiện trường gây án không xa. Công an tỉnh Bắc Giang đang lấy lời khai nghi phạm để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. Trước đó, khoảng 20 giờ tối qua, Hà dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị CTTM, 25 tuổi, người địa phương, tại cửa hàng quần áo của nạn nhân. Sau khi gây án, Hà vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sáng nay, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 300 triệu đồng. Cụ thể, chị Quy sinh năm 1990, trú tại Hoàn Kiếm, nhận được cuộc gọi của một đối tượng nữ. Người này giới thiệu là nhân viên bưu điện và thông báo chị Quy có một bưu phẩm của ngân hàng chi nhánh Đà Nẵng ghi khoản nợ là 40 triệu đồng. Đồng thời, người phụ nữ yêu cầu chị Quy phải thanh toán khoản nợ trên, nếu không sẽ báo cơ quan công an. Tiếp đó, một nam giới gọi điện cho chị Quy, xưng là đội trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng, cho biết chị bị lộ thông tin cá nhân và liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy, rồi yêu cầu đến công an thành phố Đà Nẵng làm việc. Do chị Quy không đến được Đà Nẵng, nên đối tượng hướng dẫn chị tải app thay đổi bảo mật, đăng nhập tài khoản ngân hàng để xác minh. Sau đó chị Quy phát hiện tài khoản mất 300 triệu đồng. Nhiều trang mạng xã hội lan truyền hóa đơn tính tiền tại một quán cà phê ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, được cho là có giá đắt nhất Việt Nam với 249.000 đồng một ly. Trước thông tin bị tố ly cà phê đắt nhất Việt Nam với giá 249.000 đồng một ly, ông Huy, chủ quán cà phê Photo and By Coffee ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, cho rằng giá bán ra đó là chuyện bình thường. Tại quán của ông, tùy theo mức giá từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng một ly cà phê, hoặc có thể lên đến 5 triệu đồng một ly cà phê, và thậm chí là không giới hạn. Đặc biệt ở chỗ là không có ly cà phê thứ hai ở Việt Nam. Nguyên liệu của ly cà phê này rất xa xỉ và đắt đỏ, mật ong rừng hoặc rượu ngoài đặc biệt. Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo đội quản lý thị trường số 3 tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng cho biết sẽ xác minh thực hư. Đang băng qua đường, bất ngờ nam thanh niên vít ga mạnh khiến người bạn gái ngồi phía sau ngã lộn xuống đường. Tình huống dở khóc dở cười được camera của một chiếc ô tô ghi lại vào ngày hôm qua. Theo đó, một nam thanh niên đang chở bạn gái đi trên chiếc xe tay ga, có ý định rẽ sang đường. Cô gái ngồi sau ngồi vắt chéo một bên, một tay cầm điện thoại, tay còn lại ôm eo bạn. Bất ngờ thanh niên vít ga mạnh, bạn gái ngồi đằng sau hốt hoảng níu áo chàng trai. Thanh niên quay lại, thấy chiếc áo bị kéo căng, mặt bối rối nhưng không thể dừng xe kịp. Cô gái bị ngã lộn nhào xuống đường, tiếp đất đau đớn. May mắn, sự việc không gây thương tích nặng cho cô gái. Sau hai phiên họp thương lượng, sáng nay với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 ở mức 6% để trình chính phủ xem xét quyết định. Đây cũng là phương án duy nhất được Hội đồng Tiền lương Quốc gia đưa ra để bỏ phiếu kín. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hai năm nay, chính phủ chưa điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, nên các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức lương tối thiểu theo Nghị định 90 của chính phủ, không điều chỉnh tiền lương cho người lao động. Lần điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng gần nhất là từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 với vùng 1 là 4,42 triệu đồng, vùng 2 3,92 triệu, vùng 3 3,43 triệu và vùng 4 3,07 triệu đồng. Sáng nay, anh Trần Đình Quang, sinh năm 1986, chủ một quán ăn trên đường Phan Chu Trinh, thành phố Vinh cho biết, sau khi xác nhận, anh cùng nhân viên đã trao trả lại chiếc túi bên trong có gần 1 tỷ đồng tiền mặt cho vị khách bỏ quên tại quán. Trước đó, vào trưa 10 tháng 4, một nhân viên dọn dẹp lại quán sau khi đã vắng khách, phát hiện một chiếc túi da màu đen.
nghĩ là của người nhà anh Quang, nên nữ nhân viên này không kiểm tra mà để vào trong nhà. Xác nhận chiếc túi không phải của ai trong gia đình, anh Quang mở ra xem mới giật mình khi thấy bên trong có gần 1 tỷ đồng tiền mặt. Kiểm tra từ camera an ninh trong quán, anh Quang xác định chiếc túi này là một của nhóm khách lạ bỏ quên. Sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, ít giờ đồng hồ sau, có một người đàn ông liên lạc xác nhận và xin lại chiếc túi này. Từ hình ảnh camera và mô tả của người khách, anh Quang xác nhận anh Tuấn Anh đúng là chủ nhân của chiếc túi bỏ quên nên đã trả lại. Được biết, đoàn khách đi chơi lễ mang tiền đi theo để đặt cọc tiền đất nhưng lại để quên. Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Đình Đức và anh Nguyễn Đình Hành là hai công nhân xây dựng mương bê tông gần đó đã lao xuống kênh N1, xã Văn Sơn Đô Lương cứu em Khôi. Sáng nay, anh Bùi Đăng Khánh, bí thư đoàn xã Văn Sơn Đô Lương xác nhận hai công nhân làm công trình trên địa bàn xã đã cứu một em học sinh lớp 4 bị đuối nước. Trước đó, trưa mùng 9 tháng 4, em Nguyễn Xanh Huy Khôi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Văn Sơn, Đô Lương, trên đường đi học đánh rơi mũ xuống kênh thủy lợi N1. Em Khôi với tay để lấy mũ trên mặt nước, không may trượt chân rơi xuống kênh. Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Đình Đức và anh Nguyễn Đình Hành, trú tại xóm Yên Đông, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, là công nhân xây dựng mương bê tông gần đó, đã lao xuống kênh N1 cứu sống em Khôi. Hành động kịp thời của anh Đức và anh Hành được mọi người mến phục. Hành động của hai anh Nguyễn Đình Đức và Nguyễn Đình Hành đã nhân lên những tấm gương dũng cảm cứu người, để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, việc làm thiết thực và những tấm gương sáng góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên. Và tới đây, thời lượng của bản tin số cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.